Quý vị đang quay trở lại với bản tin tối ngày 4 tháng 7 trên kênh FBNC. Thực vị thứ hai vừa qua thì thị trường trái phiếu Trung Quốc và Hồng Kông đã chính thức được liên kết với nhau nhân dịp kỷ niệm 20 năm Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định mối liên kết này sẽ là một cú hích khơi thông dòng vốn đổ vào cả Trung Quốc lẫn Hồng Kông. Kết nối thị trường trái phiếu với Hồng Kông được cho là một bước tiến lớn đối với thị trường nợ trị giá đến 10 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc. Với mối liên kết này, lần đầu tiên các nhà đầu tư ngoại có thể mua trái phiếu của Trung Quốc thông qua thị trường Hồng Kông. Kết nối thị trường trái phiếu Trung Quốc-Hồng Kông là một cầu nối gắn kết Trung Quốc với thị trường vốn quốc tế. Đồng thời, mối liên kết này cũng sẽ mở rộng quy mô thị trường tài chính của Hồng Kông. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, việc tiếp cận vốn thị trường tài chính Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn. Hai ngân hàng chính sách của Trung Quốc là Ngân hàng Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc sẽ phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư ngoại ngay trong đầu tuần này. Kết nối thị trường trái phiếu là một kênh liên kết quan trọng giữa Hồng Kông và Trung Quốc, cũng như giữa những thị trường này với thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay dòng vốn chỉ mới chảy một chiều, tức là nhà đầu tư ngoại có quyền mua trái phiếu Trung Quốc, chứ nhà đầu tư Trung Quốc chưa thể đổ tiền mua trái phiếu niêm yết tại Hồng Kông. Hiện Trung Quốc là thị trường trái phiếu lớn thứ ba thế giới, nhưng nhà đầu tư ngoại mới chỉ nắm giữ chưa tới 2% lượng trái phiếu toàn thị trường. Vào hôm nay ngày 4 tháng 7, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 đã có phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 5. Trong cuộc họp này thì nhiều tờ trình quan trọng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa ra xem xét, đánh giá thông qua. Trong đó có danh sách các dự án đầu tư công, chính sách hỗ trợ giá vé xe buýt cho người cao tuổi, chính sách thu hút giáo viên mầm non, kế hoạch bảo hiểm y tế toàn dân. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 năm 2017. Trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ thảo luận và đưa ra nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng như tình hình nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 9, kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn năm 2015-2016, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, v.v. Theo báo cáo thẩm tra tờ trình về kinh tế, văn hóa xã hội, ngân sách, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm nay của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân đánh giá kết quả thực hiện tăng trưởng kinh tế của thành phố khá tích cực. Ban Kinh tế và Ngân sách nhận định khả năng thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như thu ngân sách là khá cao. Tuy nhiên, đại diện ban cũng chỉ ra nhiều mặt hạn chế như tỷ lệ các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong tổng số các doanh nghiệp mới thành lập còn thấp, số lượng các doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động cao. Du lịch thành phố còn thiếu chiến lược quy hoạch và chưa có nhiều sản phẩm phục vụ du khách. Riêng với đề xuất đầu tư công, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản tán thành với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, trong điều kiện thu xếp ngân sách còn khó khăn, ban đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có kế hoạch rà soát, theo dõi chặt chẽ tiến độ các dự án để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Đồng thời, Ban Kinh tế Ngân sách cũng đề xuất Hội đồng Nhân dân một số cơ chế giúp Ủy ban chủ động hơn trong việc điều hành chính sách đầu tư công. Kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân thành phố, thứ nhất là đối với nguồn ngân sách trung ương, tuyên truyền theo dõi kiến nghị của tướng chính phủ, các cơ quan trung ương quan tâm xem xét bố trí đủ vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương. Đối với các vốn ngân sách thành phố, chi tiết từ công trình mức vốn giao Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động điều hành, cụ thể là trong năm tùy theo khả năng huy động thêm các nguồn vốn và ngân sách để chi cho đầu tư công. Cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố huy động đến đâu bố trí cân đối vốn cho các dự án đến đó và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố vào kỳ họp cuối các năm. Với tờ trình đề án thu hút giáo viên mầm non cho thành phố, đại diện Ban Văn hóa Xã hội cho biết hiện thành phố còn thiếu đến 980 giáo viên và hơn 3.000 cán bộ trong ngành giáo dục mầm non. Tuy nhiên, lượng giáo viên dự tuyển nhiều năm nay thường thấp hơn so với chỉ tiêu. Do đó, Ban Văn hóa Xã hội thống nhất với đề xuất của Ủy ban về việc được tuyển dụng giáo viên không có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các chính sách hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non. Riêng với tờ trình về việc miễn phí đi xe buýt với các tuyến buýt có trợ giá cho người trên 70 tuổi, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, giai đoạn 2013-2015, thành phố đã thực hiện miễn giảm phí tham gia phương tiện công cộng cho người từ 80 tuổi trở lên. Đến năm 2016, độ tuổi được hưởng ưu đãi giảm xuống còn từ 75 tuổi trở lên. Theo kết quả thẩm tra của ban, số lượng hành khách sử dụng xe buýt như phương tiện đi lại mỗi ngày là gần 907.000 lượt. Trong đó, nhóm khách thuộc đối tượng được ưu đãi giá vé khi sử dụng các tuyến xe buýt có trợ giá là người khuyết tật, trẻ em dưới 1m3 và người cao tuổi. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, người cao tuổi chiếm số lượng ít nhất trong những người đi xe buýt thuộc diện ưu đãi. Do đó, Ban Văn hóa Xã hội thống nhất việc miễn giá vé cho những người trên 70 tuổi sử dụng các tuyến xe buýt có trợ giá.
để tạo điều kiện người cao tuổi tham gia để công tác hoạt động xã hội nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2020. Vì vậy, nhằm mở rộng đối tượng khuyến giảm khi tham gia giao thông bằng công cộng bảo hiểm xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, người cao tuổi từ 70 trở lên đã được cần thiết. Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được sử dụng từ tiền trợ giá xe buýt do Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt hàng năm. Thời gian thực hiện là từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Ban Văn hóa Xã hội đề nghị các sở ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách đến rộng rãi người dân, cũng như nghiên cứu có giải pháp cấp thẻ đi xe buýt cho người cao tuổi. Phát biểu cuối phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành ủy cơ bản thống nhất với các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông cho biết, với các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng, Thành ủy đã có những chỉ đạo cụ thể. Riêng với kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần này, ông gợi ý các đại biểu nên quan tâm về tỷ suất sinh thay thế Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, một quốc gia đạt được cơ cấu dân số vàng khi tỷ lệ ở mức trung bình là 2 con mỗi một phụ nữ. Nếu tỷ lệ sinh này duy trì dưới 2 trong suốt 30 năm, sẽ dẫn đến sự khủng hoảng thiếu lao động. Điển hình tại Nhật Bản, tỷ lệ sinh tại quốc gia này chỉ dao động từ 1,2 đến 1,3 con một phụ nữ. Điều này khiến dân số nước này được dự báo giảm đến 40 triệu người trong 50 năm, tính từ năm 2000. Tương tự, Singapore cũng bắt đầu đối mặt với những khủng hoảng về lao động do tỷ lệ sinh chỉ còn 1,3 con một phụ nữ. Chính vì vậy, trong nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của Quốc hội khóa này, một trong những mục tiêu cho giai đoạn 2017-2020 là duy trì tỷ lệ sinh thay thế và khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong năm 2016, tỷ suất sinh của cả nước vẫn ở mức cân bằng là 2 con một phụ nữ. Tuy nhiên, tỷ suất sinh của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 1,46 con một phụ nữ. Điều này kéo dài có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động trong nước. Bình quân một phụ nữ chỉ có 1,46 con, tức là chúng ta đã có một cái hiện trạng sinh con như Hàn Quốc, như Singapore, như Nhật Bản. Mà cái này kéo dài là chúng ta góp phần vào thiếu lao động của cả nước. Nên chúng tôi muốn thiết tha Hội đồng dân quan tâm lưu ý mục tiêu của Quốc hội về chính sách đó, đó là duy trì tỷ suất sinh thay thế. Vì vậy mục tiêu chúng ta là phải kéo lên. Để kéo cái tỷ suất sinh 1,45 hiện nay bình quân của 9 năm qua lên dần dần trở lại là 2 cháu trên 1 phụ nữ. Chúng ta phải kéo lên vì để lâu dài là góp phần thiệt hại cho đất nước mà mất cái thói quen. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có tờ trình về đề xuất tăng ngân sách cho chương trình kế hoạch hóa gia đình của thành phố. Tuy nhiên, với chỉ đạo trên của Bí thư Thành ủy, có thể Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ cân nhắc nhiều hơn trong việc xem xét tờ trình này. Chuyển sang thị trường chứng khoán hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 4 tháng 7. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá đã tác động tiêu cực đến chỉ số VN Index. Thị trường rung lắc mạnh trong phiên buổi sáng, tình trạng giảm tại một loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn như là GAS, Vinamilk, ROS và nhóm ngân hàng đã tác động tiêu cực đến chỉ số. Bên cạnh đó, áp lực bán cũng có xu hướng gia tăng. Mặc dù vậy, các cổ phiếu dòng chứng khoán lại tiếp tục diễn biến tích cực cả về mức giá lẫn thanh khoản. Sang đến phiên chiều, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên sàn HOSE. Nhiều cổ phiếu blue chip tiếp tục rơi vào trạng thái giảm giá. Hoạt động giao dịch tập trung vào các cổ phiếu bất động sản mang tính đầu cơ cao như là ETA và FLC. Đóng cửa thị trường, VN Index giảm 0,43% xuống còn 775,54 điểm, thanh khoản giảm còn xấp xỉ 3.500 tỷ đồng, tương đương trên 230 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội cũng có phiên giao dịch khá giằng co, thị trường thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu chủ chốt, trong đó SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội tiếp tục được giao dịch với khối lượng khớp lớn. Về cuối phiên, HNX Index đã kịp lấy lại sắc xanh và dừng ở mốc 100,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 66 triệu đơn vị, ứng với gần 660 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán Mỹ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh diễn ra khá tích cực. Nhóm ngân hàng đã có một phiên giao dịch khởi sắc hỗ trợ đà tăng cho cả thị trường. Dự kiến trong tuần này thì báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ sẽ được công bố. Khép phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,61%, chỉ số S&P 500 tăng 0,23%, chỉ số Nasdaq giảm 0,49%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đạt mức cao kỷ lục trước khi đóng cửa với sự hỗ trợ của cổ phiếu Goldman Sachs. Ngoài ra, cổ phiếu của Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Wells Fargo và Citigroup đều tăng trong phiên giao dịch. Ngoài ra, cổ phiếu của nhóm công nghệ và nhóm năng lượng cũng có một phiên giao dịch tích cực. Một số dữ kiện kinh tế quan trọng cũng đã được công bố trong hôm thứ Hai, chẳng hạn như chỉ số sản xuất ISM trong tháng 6 đạt 57,8 điểm, cao hơn so với mức 54,9 điểm trong tháng 5. Số lượng đơn hàng tăng trưởng nhanh và năng lực sản xuất tại các nhà máy của Mỹ trong tháng 6 cũng cải thiện.
Đồng đô la Mỹ tăng mạnh nhất trong 2 tuần trở lại đây sau thông tin trên. Dự kiến cuối tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 6 và Cục Thống kê Lao động dự kiến công bố báo cáo việc làm hàng tháng. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7. Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á phiên giao dịch ngày thứ ba diễn biến thận trọng dưới tác động của những căng thẳng địa chính trị sau khi Triều Tiên phóng tên lửa và cho biết nước này có thể đổ bộ vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Khép phiên, cả ba chỉ số Nikkei của Nhật Bản, Shanghai của Trung Quốc, Kospi của Hàn Quốc giảm lần lượt 0,12%, 0,39% và 0,58%. Duy chỉ có chỉ số ASX 200 là tăng hơn 1,7%. Hôm thứ ba Triều Tiên đã phóng tên lửa, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc bị tác động sau thông tin trên. Liên quan đến thông tin các doanh nghiệp, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đều báo cáo doanh số bán xe tăng trong tháng 6, với doanh số của Toyota tăng 2,1% so với cùng kỳ. Nissan cũng báo cáo doanh số tăng 2%, mặc dù tổng doanh số bán ô tô tại Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn của các hãng xe Nhật Bản đã giảm trong tháng 6. Khép phiên, cổ phiếu Toyota tăng 1,76% và cổ phiếu của Nissan tăng 1,39%. Trái ngược, doanh số bán xe tại Mỹ giảm lại ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc. Khi Hyundai thông báo doanh số bán hàng tại Mỹ của hãng trong tháng 6 giảm, kết phiên cổ phiếu của Hyundai giảm 2,75%, Kia Motors giảm 1,81%. Tại Úc, Ngân hàng Trung ương nước này đã công bố giữ nguyên lãi suất không thay đổi ở mức 1,5%, phù hợp với dự báo của các nhà đầu tư. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm sau khi tăng hơn 2% vào ngày thứ Hai, với giá dầu Brent giảm 0,54% xuống còn 49,41 đô la Mỹ một thùng trong phiên. Và đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút, ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Khai mạc triển lãm quốc tế về máy công cụ cơ khí chính xác và gia công kim loại.